sang lên thiên đường. Được vậy. Xe đó là chuẩn của đua xe đó, xe nó chạy được 180 đấy. Wow. Ủa, nó nhỏ vậy thôi á hả? Xe nó gọi là Xenia X30 chạy được 180 đấy. Ờ, cái xe đua xe chạy 180 đấy. Ừ. Với lại xe này xe của người ta nha, không phải là xe của chỗ khách tự động. Tôi không biết tụi mày biết không, nhưng mà Phần Lan là đua xe có tiếng. Yeah. Mình coi tụi mình đua xong mình coi mấy cái xe này chạy kinh lắm. Nhìn đi coi mấy thằng nhóc này lái chắc nhanh không. Với lại tụi này là có bố mẹ chờ cái xe tới luôn đấy. Con xe nó chứ 6.000 đấy. 6.000 đấy cũng chỉ đắt hơn chứ ô tô bình thường á. Bây giờ đắt hơn chứ ô tô cũng đây một bé. Mà mình lái, nếu mà mình lái mà trong đất có người lạ là từ đó mình lái cho mình ạ. Wow, mình được bọn đồ đúng không? Đúng rồi. Và by the way là mình phải chờ giờ sẽ tới tụi mình. Sao tự nhiên tí mình ngồi lại quay phim cái event gì đó nữa. Subsquare. Ai đó hả? Wow. Mày là size bé nhất. Giống size của tao đây là. Ủa? Cái nào vai màu vàng đấy. Đi chung chứ. Thôi, mày vào ngồi xe đi.
tông mày xong văng qua bên chỗ tao. Nhận kết quả thi đại học. Ê, tao 62 đấy, tao chạy nhanh nhất á. Tim nó mày là 69 với 592 đứa chót rồi. Một vòng ấy. Tự thật cái này tao không có gì hết. Ở không không. Ờ sao? Mày đi có 3 vòng rồi tụi nó. Hỏi là 62. Mày nhìn cái lap đầu tiên tao chạy 3 phút 09 này. Tai nạn đấy. Đây thằng này, thằng phía sau này nãy bị hệt luôn, thằng xoay nãy tao qua cái tàu tông mà quá bật tao. Nó xoay chi vậy? Không, vì nó bị tai nạn, nó bị phanh gấp quá mày. Phanh gấp quá thì bánh sau nó dừng, nhưng mà bánh trước không dừng. Cảm giác là tao bị tông hai lần, một lần bị thằng kia xong một lần mày. Ừ đúng rồi, bác đó. Thằng kia xong mày, tao bị tao tông thằng kia xong phía sau tao ra còn không chặt. Không, tao thấy nó tóc dài đi nước là tao biết là phải chạy chậm, mà tao phanh rồi đấy mà phanh. Có. Nhưng mà chỗ này khó lắm, vì chỗ này là rất nhiều xe đang đi tốc độ cao này tới đây ấy. Nên khó cứu cô chỗ này lắm. Thường là chỗ này là nó cho kẹt tới cuối giờ luôn đấy. Mày đang cứu thì có cái xe phi vào là gãy chân đấy chứ. Cái này là một mình mày lái cho chúng ta đó không? Mình chỉ không?
đâu. Tôi chưa bao giờ nấu cái hộp bằng vô như thế này. Hey, chắc ba đứa sợ không đủ chứ. Tôi nghĩ chừng nào nhìn thấy cái ba đứa là không đủ không? Tại vì bữa tao còn cá nó gì đây. Ăn gì vậy? Tao có hai option. Mày có chiến gì? Yay! Happy 5 years anniversary. Trời, tao quên ấn nút quay.